thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Châm ngôn chương 21. Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài. Mọi đường lối của con người đều chính đáng theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. Làm theo sự công chính và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dân sinh tế. Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Các ý tưởng của người cần mẫn chắc chắn dẫn đến sự dư dật, còn tất cả kẻ hấp tấp chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Tài sản nhờ dùng lửa dối gạt mà được, là hơi thở thoáng qua là cạm bẫy sự chết. Sự hung bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng đi, vì chúng không chịu làm điều công chính. Con đường của kẻ phạm tội là quanh co, nhưng công việc người trong sạch là ngay thẳng. Thà ở một góc trên mái nhà, còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Lòng kẻ dữ mong ước điều ác, nó không thương xót người lân cận mình. Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người khờ dại trở nên khôn ngoan. Khi được khuyên dạy, người khôn ngoan càng thêm tri thức. Đấng công chính xem xét nhà kẻ ác là đấng xô những kẻ ác vào tai họa. Kẻ bịt tai không chịu nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ. Khi kẻ ấy kêu la thì chẳng ai đáp lại. Quà biếu kín đáo làm nguôi cơn tức giận, hối lộ bí mật làm dịu trận lôi đình. Khi công chính được thi hành là niềm vui cho người công chính, nhưng là nỗi sợ hãi cho kẻ làm ác. Người lầm lạc khỏi đường khôn sáng sẽ ở trong hội kẻ chết. Ai ham sự vui chơi chắc chắn sẽ nghèo khó, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng làm giàu. Kẻ ác trở thành giá chuộc cho người công chính, và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng. Hà ở một nơi vắng vẻ còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và cầu nhau. Báu vật và dầu còn lại trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu dại tiêu xài hết. Người nào đeo đuổi sự công chính và nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công chính và tôn trọng. Người khôn ngoan tấn công thành của dũng sĩ và triệt hạ đồn lũy mà chúng tin cậy. Ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Nhạo báng là tên của kẻ tự cao, kiêu ngạo. Nó cư xử cách sất sược theo tính kiêu căng của nó. Ước vọng của kẻ lười biếng giết chết nó, vì hai tay nó không chịu làm việc. Suốt ngày nó chỉ tham lam, thèm muốn, nhưng người công chính ban cho rộng rãi. Sinh tế của kẻ ác là một vật ghê tởm, huống chi chúng đem đến với ý gian tà. Nhân chứng giả dối sẽ bị hư mất, nhưng người biết lắng nghe sẽ được nói mãi. Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Chẳng có sự khôn ngoan, thông sáng hay là mưu kế nào có thể chống lại Đức Giê-hô-va được. Ngựa sắm sẵn cho ngày chiến trận, nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va. Châm ngôn chương 21 nói đến sự tể trị và cầm quyền của Đức Chúa Trời. Con người có thể tin rằng mình kiểm soát được hoàn cảnh, nhưng Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi thứ và Ngài can thiệp trên cả những điều nhỏ nhặt nhất. Trước giả bắt đầu và kết thúc chương này với sự đảm bảo cho độc giả rằng Đức Chúa Trời là đấng nắm quyền tối thượng trên muôn loài vạn vật. Những nhận xét ban đầu trong phân đoạn này từ câu 1 đến câu 16 cho thấy sự hiểu biết hoàn hảo của Đức Chúa Trời về những suy nghĩ sâu xa nhất của con người. Hơn thế nữa, Chúa cũng là đấng kiểm soát và vận hành trên mọi sự. Ngay cả tấm lòng của nhà vua
giống như một dòng nước mà Chúa có quyền điều khiển theo ý muốn của Ngài, để đem đến sự tươi mới và no đầy cho bất cứ ai mà Ngài muốn. Ngài cũng là đấng phán xét mọi tấm lòng, hiểu thấu mọi suy tưởng của con người. Và Ngài ưa thích tấm lòng công bình hơn là tế lễ hy sinh. Chỉ làm đúng thôi là không đủ để khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng. Vì Ngài biết động cơ bên trong tấm lòng, liệu chúng ta hành động kiêu ngạo hay khiêm nhường, và sự tin kính của chúng ta được thúc giục bởi sự thờ phượng thật hay chỉ xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Cũng như các phần khác của sách Châm Ngôn, phần này đề cao giá trị của sự khôn ngoan, những lời khuyên hữu ích cho người công chính và những cảnh báo về hậu quả của tội lỗi và sự gian ác. Chính Đức Chúa Trời là đấng công chính sẽ báo trả con người tùy theo việc họ làm. Phần thứ hai của chương này, từ câu 17 đến câu 31, nhấn mạnh đến sức mạnh của sự khôn ngoan so với sự nguy hiểm của việc từ chối sự tin kính. Những người đeo đuổi sự khôn ngoan không làm cho họ trở nên bất khả chiến bại, nhưng nó đem đến cho họ sự sống và sự công chính, sự thành công và sự tôn trọng. Bởi vì một người khôn ngoan thông sáng cũng có thể hạ gục cả một thành trì. Trái lại, Đức Chúa Trời ghê tởm dữ dội những người tìm kiếm sự công bình theo nỗ lực riêng, bằng cách cố gắng che đậy tội lỗi của mình bởi những của lễ hoặc những phương cách khác đến từ con người. Chính Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài là đấng toàn quyền và kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống hàng ngày của con người. Trước mặt đấng toàn tri, chẳng có điều gì hay sự hiểu biết nào của con người có thể giấu được Ngài. Mọi sự thành hay bại đều từ nơi Chúa mà đến. Trước giả kết thúc Châm Ngôn chương 21 bằng cách đề cập đến việc chuẩn bị cho một cuộc chiến. Dù sở hữu rất nhiều ngựa và xe ngựa chiến và luôn trong tâm thế chiến đấu, nhưng vị vua khôn ngoan Salomon nhận biết rằng sự chiến thắng thuộc về Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta cũng vậy, mọi chuẩn bị của chúng ta cho bất kỳ công tác nào cũng đều sẽ vô ích nếu không có Đức Chúa Trời. Nhưng dù được Đức Chúa Trời trợ giúp, chúng ta cũng phải chuẩn bị và thực hiện phần việc của mình. Việc Ngài kiểm soát các kết quả trong mọi điều chúng ta làm không hề triệt tiêu trách nhiệm của chúng ta. Chúa muốn dùng bạn để bày tỏ phúc âm của Ngài nơi công sở, nơi học đường, nơi giảng đường. Nhưng bạn phải là những nhân viên, giáo viên, bác sĩ, học sinh sinh viên có kế hoạch làm việc và học tập thật chăm chỉ để chính cuộc đời của bạn là những nhân chứng sống của phúc âm cứu rỗi tại nơi Chúa đặt để. Chính Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành các chủ đích của Ngài và Ngài có thể dùng bạn nếu bạn đã làm xong phần của mình bằng cách chuẩn bị sẵn sàng. Câu hỏi suy ngẫm: bạn có đang để Đức Chúa Trời toàn quyền tể trị trong mọi công tác và cuộc chiến của đời sống bạn? Hãy chuẩn bị chính mình và luôn trong tâm thế sẵn sàng như những chiến binh của Đấng Christ cho bất kỳ cuộc chiến hay công tác nào, và tin quyết một điều rằng sự chiến thắng nằm trong tay Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng chủ tể toàn quyền, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời khôn ngoan vô cùng và thương yêu vô hạn nữa. Không có điều gì trên đời này là quá nhỏ nhoi và tầm thường, đến nỗi quyền tể trị của Chúa không soi xét đến.
Cũng không có sự việc nào trên đời này quá to lớn vượt ngoài tầm kiểm soát chế ngự của Chúa. Xin cho con biết thuận phục Ngài và luôn chuẩn bị chính mình trong những cuộc chiến và trong mọi công tác Chúa giao phó. Con tin rằng mọi sự chiến thắng hay thất bại đều thuộc về Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.